Nhiều cầu treo ở miền núi Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn. Lừa đảo qua mạng xã hội, thủ đoạn không mới nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy. Thai gần 2 tháng tuổi nằm trong gan của thai phụ. Phá 2 chuyên án ma túy, thu giữ 120.000 viên ma túy, 10 bánh heroin, 6 kg thuốc phiện. Câu chuyện độc đáo hôm nay, chàng trai 9X thu nhập 500 triệu đồng mỗi năm nhờ nuôi hươu sao lấy nhung. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Diện tích Sài Gòn hay về nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, tại 11 huyện miền núi của tỉnh này có 48 cầu treo dân sinh bắc qua sông suối, phục vụ giao thương hàng hóa đi lại của người dân địa phương. Tuy nhiên, do cầu đã sử dụng nhiều năm, bị mưa lũ tàn phá, nên đến nay có 20 cầu treo bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi đi qua cầu. Đây là cầu treo xã Hiền Trung, huyện vùng cao Quan Hóa, được đưa vào sử dụng từ năm 2007, nối trung tâm xã với bản Yên, bản Phèo, bản Hán. Hiện nay, cầu này đã xuống cấp. Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có gần 1.000 lượt người phương tiện liều mình đi qua cầu để giao thương hàng hóa sang trung tâm xã. Còn đây là cầu treo Chiền bắc qua sông Mã, nối quốc lộ 15A với xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa, đưa vào sử dụng năm 2008. Đến nay, cầu treo này cũng bị xuống cấp. Cầu này thì đã sử dụng lâu năm rồi, bây giờ đang xuống cấp trầm trọng. Thì hiện tại thì nhiều khi em thì đi làm qua đây thì đi lại thường xuyên hàng ngày đi rất là sợ. Cầu hư hỏng rất là nặng, mà đây là con đường duy nhất để đến trung tâm xã. Những con đường khác thì cũng có nhưng mà không thể đi qua được, thì chỉ có cái duy nhất cái cầu này là đi qua đến trung tâm xã Phú Sơn ạ. Huyện Quan Hóa có 11 cầu treo dân sinh, do sử dụng đã lâu nên một số cầu treo đã xuống cấp nghiêm trọng. Là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa, nên địa phương mong Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp kinh phí để sửa chữa cầu treo. Đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 11 cái cầu treo dân sinh, trong đấy đặc biệt là cầu treo xã Phú Sơn và cầu treo xã Hiền Trung. Thứ hai là đề nghị Thủy điện Hồi Xuân là khẩn trương xây dựng hoàn trả hai cái cầu treo. Cái thứ ba là đề nghị cấp thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để xây dựng cầu cứng hoặc là cầu treo tại các cái vị trí. Hiện nay là huyện Quan Hóa đang còn 4 cái bến đỏ do chưa có cầu treo và cầu cứng. Được biết hiện nay, tại các huyện miền núi Thanh Hóa có 20 cầu treo dân sinh xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng, 6 cầu treo bị lũ cuốn trôi, chủ yếu ở huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh. Mùa mưa lũ năm nay đã đến, trong khi người dân vẫn phải liều mình đi qua cầu treo xuống cấp, mất an toàn giao thông. Sự bùng nổ của mạng xã hội ở một góc độ nào đó đang tự như mảnh đất màu mỡ để các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi phạm pháp. Mới đây, tại tỉnh Bình Định, liên tiếp các nạn nhân đã bị sập bẫy bởi các chiêu trò lừa đảo của tội phạm này. Đáng nói, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không mới, song nhiều người vẫn bị mắc bẫy. Theo đơn trình báo, bà Nguyễn Thị Hắc ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định kết bạn với tài khoản Facebook cá nhân có tên Jeff Polino. Sau thời gian làm quen, người này nói hiện đang sinh sống ở nước ngoài, cần về Việt Nam định cư nên muốn gửi số tiền 2 tỷ đồng nhờ bà Hắc mua đất. Ngay sau khi nạn nhân đồng ý, thì có một người phụ nữ gọi điện xưng tên Nguyễn Thị Trinh là nhân viên của Cục Hải quan Việt Nam, thông báo có gói hàng gửi từ nước ngoài về và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản để làm lệ phí nhận quà. Sau khi chuyển 136 triệu đồng, người phụ nữ tiếp tục nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền 500 triệu đồng. Tôi mới tin tưởng cái cô gái làm hải quan Việt Nam đó, tôi mới xuống ngân hàng là tôi gửi, tôi chuyển khoản. Tổng kèm tôi chuyển hết là 500 triệu trong 5 lần. Còn người phụ nữ này bị lừa đảo với một thủ đoạn khác. Người này đã lên mạng tìm hiểu và được một đối tượng mời kinh doanh online. Những đơn hàng đầu tiên, nạn nhân được các đối tượng chiết khấu hoa hồng từ 10 đến 20% số tiền gốc của mỗi đơn hàng nhằm tạo lòng tin và đánh vào lòng tham vì việc kiếm tiền quá dễ dàng. Khi số tiền đặt hàng của cộng tác viên ngày càng lớn, thì các đối tượng đã dở nhiều chiêu trò, thủ đoạn để chiếm đoạt. Làm xe ôm thứ hai thì người ta nói đề xuất lên nhưng mà không có cho rút vốn. Thì tiếp tục là bù 114 triệu để làm cái đơn thứ ba, và làm xem thì làm cái đơn sáng ngày sale, làm cái đơn thứ ba thì người ta vẫn báo là mình làm sai. Đó, rồi người ta mới nói là bù tiếp 135 triệu, nhưng mà lúc đó thì gia đình không có còn tiền nữa. Rồi mấy người nhà rồi lúc bắt đầu mới biết rồi mới nói là lừa đảo. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã đem lại nhiều tiện ích cho con người trong công việc và phục vụ đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tội phạm lừa đảo qua mạng Internet cũng ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp. Mặc dù các hình thức, thủ đoạn lừa đảo không mới và các lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, thế nhưng nhiều người vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Các cái đối tượng phạm tội thì nó nhằm vào những cái người thiếu hiểu biết về sử dụng các cái mạng xã hội. Cái thứ hai nữa là nó tiếp cận và nó tạo cái niềm tin cho người dân tin tưởng vào cái việc. Cái thứ ba nữa là những người ta có nhu cầu về tài sản, về vật chất, cho nên là khi mà nó tiếp cận rồi là nó làm cho người dân tin tưởng là mình sẽ có được cái tài sản, cái tiền bạc. Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn này để không bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng. Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một ca bệnh hiếm và nguy hiểm. Bệnh nhân nữ 26 tuổi, ngụ ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, được chuyển cấp cứu từ Trà Vinh lên với chẩn đoán thai trong ổ bụng ở góc gan. Xác định bệnh nhân có thể đối mặt với nhiều nguy cơ nếu không được can thiệp kịp thời, Bệnh viện Từ Dũ đã nhanh chóng liên hệ với Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ về chuyên môn. Ngày 11 tháng 6, ca phẫu thuật được thực hiện. Một cái trường hợp thai sống 6-7 tuần tuổi nằm ở trong nhu mô gan. Đây là một những ca rất hiếm gặp và đầy nguy hiểm. Điều nguy hiểm đầu tiên là nếu chúng ta không phát hiện kịp thời mà chuyển sang trạng thái cấp cứu, tức là các thai sống này nó bị vỡ thì những nhu mô gan nó sẽ bị không còn nguyên vẹn, nó sẽ bị bầm dập và các cấu trúc giải phẫu học của gan sẽ thay đổi và chảy máu sẽ rất nhanh, rất nhiều. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, triệt phá 2 đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam, bắt được 3 đối tượng, thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 6 kg thuốc viện. Theo đó, tại khu vực mốc 17 cách khoảng 500 m về phía Việt Nam, thuộc địa phận bản Nậm Là, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đấu tranh thành công chuyên án DB622, bắt giữ 2 đối tượng là Bun Son, 35 tuổi và Le Van, 32 tuổi, đều trú tại huyện Phong Sa Lì, tỉnh Phong Sa Lì, Lào, cùng tang vật 120.000 viên ma túy tổng hợp, 6 kg thuốc phiện, 1 súng kíp, 3 điện thoại di động và 1 cân móc mini cầm tay loại 5 kg. Tiếp đó, tại bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên, Bộ đội biên phòng Điện Biên tiếp tục đấu tranh thành công chuyên án DB322, bắt giữ đối tượng Sùng A Tỉnh, 30 tuổi, trú tại xã Na Tông, huyện Điện Biên, thu giữ 10 bánh heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang vừa mật phục bắt giữ được 8 phương tiện, 55 người đang vận chuyển cát trái phép trên sông Cửa Tiểu, đoạn thuộc xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Cụ thể, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã mật phục trên biển và bắt giữ 8 phương tiện mang biển đăng ký tại Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và 55 người đang vận chuyển cát trái phép trên tàu ngay sông Cửa Tiểu, đoạn thuộc xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tại thời điểm bắt quả tang, trên 8 tàu đang vận chuyển hơn 3.500 mét khối cát. Các thuyền trưởng không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh hợp pháp cát đang vận chuyển. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ đến Tòa án Nhân dân cung cấp để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lương Văn Chí Linh, 23 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, về tội giết người. Theo cáo trạng, Linh nhậu cùng người thân trong nhà, trong đó có chú ruột là ông Lương Văn Hưng, 38 tuổi, ngụ cùng ấp. Trong lúc uống rượu, Linh và anh trai xảy ra mâu thuẫn, cầm ly thủy tinh đánh vào tay anh trai gây thương tích. Ông Hưng can ngăn và dùng tay đánh trúng mặt Linh rồi về nhà lấy xe máy chở anh của Linh đi bệnh viện. Linh lấy dao đi qua nhà ông Hưng và đâm chú ruột đến gãy dao. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Thưa quý vị, ở tuổi 31, Nguyễn Hoàng Việt, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, hiện đang là chủ một đàn hươu sao gần 50 con, giá trị trên 1,5 tỷ đồng. Mỗi năm chỉ riêng bán nhung hươu đã mang về cho anh Việt thu nhập gần 500 triệu đồng. Câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc phát triển kinh tế của chàng trai này, quý vị nhé! Anh Việt cho biết, trong chuyến đi công tác ở Hà Tĩnh, phát hiện mô hình nuôi hươu sao thương phẩm rất độc đáo và có hiệu quả cao, nên anh quyết tâm học hỏi để theo đuổi mô hình chăn nuôi mới lạ này. Năm 2019, sau khi xin nghỉ việc để về quê khởi nghiệp, Việt không ngần ngại ra Hà Tĩnh xin ở lại trang trại hươu một tháng để tìm hiểu và học nghề chăn nuôi. Khi thành thạo các kỹ thuật nuôi, lấy nhung, anh tích cóp tiền mua 15 con hươu trưởng thành với giá 600 triệu đồng về xây chuồng chăn nuôi tại đất vườn của gia đình. Khi lựa chọn cái mô hình chăn nuôi hươu sao này thì mình đã cũng tham khảo rất là nhiều mô hình khác, những mô hình chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, trồng hương vân vân. Nhưng mà mình thấy con hươu sao này nó có ba cái ưu điểm. Thứ nhất là nó ít dịch bệnh, tại vì nó là cái động vật bán hoang dã, sức đề kháng rất là cao. Trên trong quá trình chăn nuôi thì mình không có sử dụng nhiều cái thuốc thú y và kháng sinh. Đó, là cái thứ hai, là cái ưu điểm thứ hai của nó là nó ăn khá là ít, và cái trọng lượng thức ăn của mỗi ngày của một con hươu nó khoảng từ 5 đến 7 kg. Và nó thấp hơn 1/3 đến 1/4 so với cái tổng thức ăn tươi xanh của một con bò. Và cái thứ ba là cái giá trị kinh tế của nhung hươu, mà tại vì trong cái mùa dịch này thì mọi người quan tâm vấn đề về sức khỏe, tăng sức khỏe khoáng, thì cái nhu cầu về nhung hươu để bồi bổ ở ngoài thị trường thì rất là nhiều. Do mô hình nuôi hươu sao rất mới và khan hiếm nên đầu ra hươu giống và nhung hươu rất thuận lợi. Tuy mới gắn bó với mô hình này hơn 2 năm nhưng thành công bước đầu rất khả quan. Năm 2021, từ chăn nuôi hươu, Hoàng Việt đã có nguồn thu nhập hơn 400 triệu đồng. Chăn nuôi thuận lợi, cứ trung bình 8 tháng hươu lại cho lấy nhung một lần. Mỗi lần, một con hươu có thể cho thu hoạch từ 0,5 đến 1 kg nhung, giá trị từ 10 đến 20 triệu đồng. Không chỉ vậy, anh Việt bán mỗi cặp hươu trưởng thành với giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, hươu mẹ còn đẻ hươu con, anh có thể giữ lại để tăng đàn hoặc bán với giá 30 triệu đồng mỗi con hươu giống. Sau hơn 3 năm khởi nghiệp, hiện đàn hươu của anh Việt đã tăng gấp 3 số lượng. Để tối ưu lợi nhuận, anh Việt không còn bán nhung thô, mà đầu tư máy móc để chế biến nhung thành nhiều sản phẩm, tăng giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, từ nhung hươu, Hoàng Việt đã chế biến ra 4 sản phẩm phục vụ cho ngành Đông y và Tây y, như các loại dược phẩm, thực phẩm, bổ dưỡng cho sức khỏe con người, gồm nhung hươu ngâm mật ong, cao nhung hươu, rượu nhung hươu và bột nhung hươu. Các sản phẩm này đầu ra rất dễ dàng, anh cung cấp cho các nhà phân phối, các cửa hàng kinh doanh trong khu vực, đồng thời bán hàng online. Đây là cái mô hình mới của anh Việt ở Phú Thành A, xã Phú Kiết. Mô hình không những riêng là mới của cái đơn vị xã Phú Kiết mà của huyện Chợ Gạo cũng như của tỉnh Tiền Giang. Anh Việt thì đầu tư từ năm 2019 đến nay. Qua quá trình đầu tư thì anh đã thấy được cái nguồn phát triển kinh tế dồi dào ở địa phương. Từ đó anh là tập hợp được những cái người mà có đam mê về chăn nuôi, đặc biệt là nuôi hươu. Trong đó được có 7 thành viên. Hiện nay chúng tôi cũng đang hoàn thành thủ tục, nội dung, chương trình để làm hội nghị ra mắt cái hợp tác xã chăn nuôi hươu Tiến Du Tây Nam Bộ theo cái quy trình mới nông sản mới nâng cao. Ở thời điểm này, Hoàng Việt là một trong số ít người nuôi hươu thương phẩm ở tỉnh Tiền Giang. Đàn hươu sao của người thanh niên này có số lượng lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và có triển vọng có thể nhân rộng trong thanh niên để khởi nghiệp. Hoàng Việt cho biết sắp tới sẽ đăng ký nhung hươu làm sản phẩm tiêu biểu của địa phương và xây dựng thương hiệu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuitrẻ.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Group. Còn bây giờ Bích Ngân xin kính chào và hẹn gặp lại.